Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình 5 bước sở hữu ngay 5.000 khách hàng tiềm năng mỗi tháng từ email marketing. Tôi là Đào Hoàng Cường. Và những video clip lần trước các bạn xem, các bạn cảm thấy thế nào? Các bạn đã bắt đầu thực hành được chưa? Chúng ta đã làm bài tập về nhà chưa? Và xin chúc mừng bạn nếu như bạn đã thực hành nó một cách thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào sâu hơn nữa. Chúng ta sẽ tạo ra những hệ thống email và chúng ta sẽ tạo ra những hệ thống về landing page, những cái website riêng của mình hoàn toàn rất dễ dàng bằng phương pháp kéo thả và bất kỳ ai cũng có thể làm được, cho dù bạn không có nền tảng gì về web đó. Các bạn có thể tạo được những trang như tôi đó, các bạn có thể tạo được những cái trang web như thế này ở mức độ đơn giản, tức là chúng ta lấy thông tin của khách hàng, chúng ta có thể tạo ở mức cao hơn một chút xíu nữa đó, tức là mức tạo ra những cái sản phẩm như thế này. Các anh chị thấy không ạ, khóa học online kiến tạo thu nhập đột phá như thế nào? Các anh chị thấy trình bày rất khoa học đúng không ạ, trình bày rất là đẹp mắt khoa học, và phía dưới là chúng ta sẽ bán nó với giá là 399.000. Đây là một trong những cái ví dụ mà tôi nói với các anh chị để chúng ta sử dụng email và hệ thống của GetResponse bán hàng như thế nào. Và chúng ta hãy để ý xem phía trên này các anh chị có thấy cái chữ gì đây không ạ? Tất cả những cái này nó đều có chữ gì ạ? Chữ gr8.com, mymap.daohoangcuong.vn thì không phải rồi, gr8.com, và ở đây có chữ là mymap.daohoangcuong.vn. Nó có gì khác nhau không ạ? Vâng, ở tất cả những cái chữ kia nó có chữ gr8.com, đấy là hệ thống của GetResponse, hệ thống mà chúng ta đang học. Nhưng tuy nhiên, ở đây các anh chị thấy có chữ mymap.daohoangcuong.vn. Tại sao nó có chữ này ạ? Rất đơn giản, tại bởi vì là vì gì ạ? Là tôi có một website là daohoangcuong.vn và đây chỉ là một cái subdomain tôi để là để kết nối với hệ thống GetResponse. Các anh chị nhớ keyword chúng ta là gì ạ? Kết nối website và hệ thống của GetResponse, từ đó chúng ta có thể tùy biến cái domain của mình trở thành cái tên riêng của anh chị, chứ không phải là gr8.com giống như GetResponse nữa. Và các anh chị nhận thấy rằng hầu hết mọi người đang để mức gr8.com này chứ chưa đưa về được cái dạng là domain riêng của chúng ta, tức là tên miền riêng của chúng ta, và tôi sẽ giúp các anh chị làm điều này. Đó. Ví dụ như ở đây chúng ta thử lên Google, chúng ta search gr8.com nhé. Các anh chị search là site2.gr8.com, các anh chị thấy không ạ? Ba cuốn ebook thay đổi kinh doanh của bạn này, Mega Sale 2016 này, Welcome to Steak Grid này, gr8.com vân vân, rất nhiều cái từ khác nhau, và chúng ta cùng thử xem nó là cái gì đúng không ạ? Đấy là ai viết đúng không ạ? GR8 Corporation đúng không ạ? Và Welcome to GR8. Hoặc đơn thuần ở đây chúng ta có thể là search là gr8.com. Đó. Chúng ta thấy cái gì ạ? Vâng, tăng bộ effort in link này, thử khởi nghiệp từ internet này, vân vân, chúng ta thử xem nào. Đây, thì đây là một cái ví dụ của chúng ta, đây là bộ gì ạ? Ba ebook internet marketing. Thí dụ đây là một cái bản về landing page, cũng rất đơn giản thôi đúng không ạ? Và miễn phí chỉ là 650.000. Đây là cuốn về quảng cáo Facebook tôi viết, đây là cuốn viral video, và đây là cuốn 10 cái làm internet marketing của thầy Rick Dettler. Vâng, hay là chúng ta có chương trình là Mega Sale đúng không ạ? Và GR8 đấy ạ, eforenglish.com, GR8 đấy ạ, đúng không ạ? Tất cả những cái này là toàn bộ sử dụng những hệ thống của email marketing và hệ thống của landing page mà tôi sẽ dạy cho các anh chị ngay bây giờ. Rồi, chúng ta hãy lấy thêm một cốc cà phê, chúng ta hãy hoặc lấy thêm một chén nước trà để chúng ta cùng sử dụng hệ thống tuyệt vời này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào hệ thống tuyệt vời này. Chúng ta sẽ vào cái giao diện bảng điều khiển của chúng ta nào. Chúng ta vào cái phần là trang đích, ấn vào nút tạo, đúng không ạ? Trang đích tạo này. Đấy, trang đích tại đây này, ấn tạo này. Rồi, ok. Và ở đây chúng ta sẽ bắt đầu chọn những cái mẫu. Đó, chúng ta cùng nhìn lướt qua. Tôi sẽ để cho các bạn 2 phút để chúng ta cùng nhìn lướt qua toàn bộ cái hệ thống của GetResponse, những hệ thống landing page tuyệt vời. Rồi, ok. Đó, rất nhiều đúng không ạ? Ở đây là gần đây nhất, tức là những cái mà nó vừa được tải lên đúng không ạ? Cái này sẽ sử dụng cho hệ thống của Christmas Day, tức là hệ thống của ngày Giáng sinh này, Fitness này, Superstar X, Gym này, Weight Loss này, tức là giảm cân này. Đó, đúng không ạ? Và rất đẹp đấy. Phổ biến nhất là gì này? Tên là những cái mà nhiều người dùng nhất, bởi vì đơn thuần là nó dễ dùng thôi anh chị ạ. Nó dễ dùng thôi. Các anh chị thấy nó có đơn giản không ạ? Vâng, những cái mẫu này cực kỳ đơn giản đấy anh chị ạ. Đây này, mẫu này đơn giản lắm. Có cái mẫu này thì rất là khó đấy. Mẫu này đơn giản này. Đấy, còn tỷ lệ chuyển đổi là gì? Tức là những mẫu này có số người dùng đăng ký cao nhất. Nhưng mà tuy nhiên tôi nhận thấy rằng nó chỉ mang tính chất là tương đối thôi. Rồi thôi. Ok, ngoài ra các anh chị có thể nhìn phía bên tay trái tôi đây, nếu như các anh chị đang làm một trong những cái này, ví dụ chúng ta đang làm về trang khuyến mãi, tức là chúng ta đang làm những chương trình giảm giá, sale off hoặc totally free như này, đấy, thì chúng ta chọn nó. Nếu chúng ta muốn khách hàng tải về một cái gì đó, ví dụ tải ứng dụng, tải một cái cuốn sách,
vài bộ video vân vân của chúng ta, thì chúng ta chọn trang này về làm giá khuyến mãi, trang giới thiệu bạn, tức là bạn muốn làm một trang là giới thiệu về cá nhân mình, giới thiệu về công ty mình thì chọn nó. Đó, giới thiệu cho nó. Trang cảm ơn, tức là trang thank you page của riêng các bạn ạ. Vâng, cũng rất là đẹp, nói thật với các bạn là đẹp lắm. Và trang kỳ nghỉ, tức là trang dành cho những người ngày holiday, ví dụ như ngày Christmas, ngày Tết Tây, rồi Tết Ta và Lunar New Year, hoặc là những ngày ví dụ như ngày 8/3, ngày rằm, vân vân. Tức là các anh chị tự chọn trong phần trang kỳ nghỉ. Còn ở đây tôi sẽ xin chọn với các anh chị một cái đầu tiên, cái dễ nhất để cho các anh chị cùng dễ hiểu nhé. Tôi chọn cái dễ nhất cho các anh chị này, sau đó chúng ta sẽ đi dần dần những cái khó hơn. Chờ ta sẽ chọn cái sử dụng mẫu là cái này đi. Đó. Này. Và chúng ta sẽ chờ nó nào. Chờ nó nào. Ok, đây là cái mẫu của chúng ta. Chúng ta thấy không ạ? 2015 edition Top Marketing Trend. Enter your name, email address to get the free report. Full name đó. Đây là cái mẫu đơn giản nhất. Dũng sống cái mẫu này thì nó cũng đơn thuần giống như cái mẫu mà mẫu về web form hay còn gọi là biểu mẫu mà chúng ta làm, thì tôi thấy nó cũng không có vấn đề gì cả. Các anh chị chỉ thay text thay chữ là xong. Cái này thì là tôi sẽ không nói gì thêm nhiều với các anh chị nữa, bởi vì nó rất là dễ rồi. Chúng ta sẽ chọn một cái mẫu nào nó khó hơn một chút xíu đi. Rồi, tạo mới này. Rồi chúng ta sẽ có một chút xíu đi. Ok, chúng ta sẽ chọn cái mẫu nào bây giờ? Cái mẫu này đi. Ok, cái mẫu này khai mẫu đầu tiên đi, vừa mới nhất đấy, cái mẫu mới nhất của nó đấy. Thì mẫu này là mẫu gì nào? Rồi, ok, chúng ta cùng chọn nó nào. Rồi, tuyệt vời, đây là mẫu của chúng ta đúng không ạ? Các anh chị thấy nó trình bày có đẹp không ạ? Thật ra phải nói thật với các anh chị là họ trình bày rất là đẹp. Và thật ra chúng ta cũng không có cớ gì để trình bày có thể đẹp hơn họ được nữa. Đấy là chúng ta cứ lấy cái mẫu sẵn và thay đổi ngành thôi. Đó, ok. Rồi, thì đây là cái phần đầu tiên tôi muốn nói với các anh chị là cách chúng ta tư duy này, cách chúng ta sẽ search họ này, và cách chúng ta chọn một cái giao diện cho nó phù hợp này. Đấy, đầu tiên là các anh chị biết những cái này đã. Sau đó ở những video clip lần sau chúng ta sẽ cùng chỉnh sửa cái mẫu này, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời, cảm ơn các anh chị. Và hẹn gặp lại các anh chị trong những video clip lần sau. Tôi là Đào Hoàng Cường và rất sẵn sàng giúp đỡ các anh chị. Tuyệt vời.